Mọi người cùng chung tay để cả nhà nghe quý vị.
Mình bỏ vô trong nước nữa sao hả bạn? Bỏ không biết nồi đâu. Có kìa. Có rồi. Dạ với thằng Duyên. Miếng vô. Hai thứ. Tư. Rồi rồi đem xong. Hai lục một bọc vậy là cho mấy em ăn mấy ý luôn đi. Lẻ tay thì hết. Chậm tay thì còn. Lẹ nhanh tay thì hết, nhanh tay thì còn nghe. Bữa nay là nồi bún từ thiện cho bà con xóm Kiền cùng ăn nha. Ơi năm bọc đó của Út Nga hả bà về gì đó bà về hai á không có gì đâu. Lấy cái nồi á nữa mình thăm nó dễ. Cái nồi đi. Có ai mấy bọc thì nói mấy bọc lên cho tao múc cái đường tao múc. Cái nồi có ai mấy bọc thì nói mấy bọc lên cho tao biết đường tao múc. Đó đủ rồi. Dì hai núp đây, dì hai xong qua đây tôi quay coi. Cái nồi nó còn nhiều lắm đó. Nồi nó còn nhiều lắm đó. Sao gì hả? Vô lấy gì? Con giò đứng ngay luôn. Chẳng vô, mười người vô mắm. Bà muốn cho đâu bà? Bé Nga chờ nội mày đâu vậy? Kêu vợ thò đem chậu bé Nga bà chưa? Bà đi, bà muốn bà lấy cái gì để múc đi? Bé Nga đâu? Bé Nga đâu? Chắc cũng quên cái gì rồi. Ủa cái đó của gì hay hà? Hả? Ủa này bà chị mới múc hả? Ờ, mới múc cái chỗ này. Không nghe đi. Bà chị trên này. Bà chị trên này. Có thiếu rồi cúng gì về mình lấy cúng ra giờ vô thêm. Rồi con lén chưa? Lén chưa? Chưa rồi. Hai bà bà cũng được. Hai bà bà sắp uống luôn. Thì đổ sợ chưa luôn. Ủa mà không còn bọc đúng đâu. Ôi,
bế rồi. Lại này để con lết mới này là xong rồi đấy. Cô hai có rồi à, xong mẹ mẹ bốn chú nhà chị hai rồi ông nhà để cho lên đi. Sao đâu người có chụp bọc luôn á.